Hi, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang ở trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp. Thì mình xuống đây để mình đi test nhanh, lấy cái giấy xác nhận Covid-19 để mình đi giao hàng các bạn. Thì từ lúc đi giờ mình đi mình test đâu cũng 6 lần rồi. Chọt cái mũi nó hết cảm giác luôn rồi. Thì mỗi một lần test là 238.000. Coi như gần 240 rồi. Đang ngồi ở chổng nè, cho tới lượt nhà chợ ở ngoài, giờ có cái giấy này mới đi được mọi người ơi. Thì cái giấy này kết hợp với xe luồng xanh đó, rồi mình mới chạy trên tuyến đường mình mới giao được. Giờ họ chạy trong họ nội tỉnh Hậu Giang nó cũng khó khăn rồi, cho nên là giờ mình không có ra ngoài tỉnh được. Thời điểm này thì mình cũng không có đi thăm vườn được nữa, cho nên là mình cứ đợi cho nó thôi. Ổn rồi mình bắt đầu đi thăm vườn lại. Rồi. Thì hôm nay là thầy cũng đang đi giao hàng nè. Bây giờ tình hình nó cũng rất là khó khăn. Thì trong địa phận Hậu Giang mình thì nó đã không còn khoảng 8 ngày hôm nay là không có ca nào ngoài cộng đồng hết. Nhưng mà để thiết lập vùng xanh của tỉnh thì hiện nay mình đi lại nó cũng tương đối khó khăn. Thì xe mình có đầy đủ luồng xanh, giấy test 3 ngày đó. Thì mọi người thấy giao tới chốt đây nè, phải để hàng chỗ đó đó, mọi người thấy không đó, một phần với canxi nè, phải để hàng chỗ đó thì mình không có vô được. Thì anh em bà con chạy ra, chịu khó chạy ra lấy hàng giùm mình, chứ giờ là hết đường rồi. Thì trên một tiếng đường nè đi là rất là nhiều trạm, nếu mà đi một ngày là khoảng mười mấy hai chục trạm là chuyện bình thường. Thì mình cũng cố gắng để mình tuân thủ cái tạo để đảm bảo an toàn chống dịch, vừa đảm bảo cho bản thân mình, cho bà con với lại cho mọi người nữa. Thì dịch này cũng hơi tương đối khó khăn, thì mình cũng phải duy trì để mình bón cho cây, sắp tới mình lấy cơ nữa mình làm trái luôn. Ta đây xuống để giao hàng nha, hẹn mọi người rồi dịp khác. Đó. Các bạn thấy không, đây đang giao tại xã Phụng Hiệp, Hậu Giang. Thì mình đang để hàng ở đó, mình lên xe mình ngồi, thì anh Thiên ảnh lại anh bóc qua, và anh Hồi đó thì mình tính tiện nhiêu thì mình anh chuẩn bị sẵn thì anh đem lại, thì mình bỏ đó thì mình lại mình lấy thôi, rồi xong mình về. Thì nó không có tiếp xúc, với lại trong lúc giao hàng thì mình không có nói chuyện thì sẽ rất khó là hạn chế cái vấn đề mà bị lây lan dịch bệnh. Từ khi mà mình nói chuyện nhiều á là nó dễ bay cái hơi trong không khí, và khi mình ít nói chuyện thì nó cũng hạn chế cái vấn đề mà giọt bắn. Với lại mình cũng đeo khẩu trang, khoảng cách cũng sẽ tương đối an toàn. Thì mình chạy ở trong vùng xanh ha, những địa điểm an toàn, còn ở những vùng mà dịch nhiều quá thì mình không có vô, những nào dùng cách ly xã hội hay không có đỏ thì cũng không có vô được đâu. Để mọi người thấy khó khăn không, mà cũng anh cũng rất cố gắng nên anh lấy về anh bón cho cây, chứ để mà cây nó xuống rồi lại tốn tiền nữa, tốn tiền mệt, phục hồi nó mệt lắm. Thì để cho lúc mà bình thường lại thì nó như trước nữa thì rất là khó. Bây giờ mình phải theo một cái cuộc sống gọi là bình thường mới rồi, chứ không còn bình thường nữa, cho nên mình phải tập mình sống chung với dịch mà vẫn đảm bảo an toàn cho mình, cho gia đình và cho bà con, cho xã hội. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này.